ទាត់ទីបាទច្រើនព្រោះថាគាត់បាទគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះបាល់បាទឲ្យក្រុមកម្ពុជាអូកំភួយគាត់បន់ស្រន់បាទអ្នកខេត្តតាកែវបាទអ្នកចាំទីមកពីខេត្តតាកែវអូខេបាទជួយខ្ញុំសនាការទាត់បាទពីក្រុមជម្រើសជាតិថៃទៅមុនបាទទស្សនាបាល់ពេលនឹងទីបាទលើកទី1បាទរបស់ក្រុមថៃលេខ15របស់ខាងក្រុមថៃបាទលេខ15របស់ក្រុមថៃបាទគឺកីឡាករសារិងខាន់បាទប្រធានក្រុមសារិងខាន់មួយជើងចូលទីបាត់ទៅហើយ1-0សារិងខាន់បាទទាត់ចូលកម្ពុជាបាទរូបភាសាឡើងវិញបាទលើស្ដាំបាទរបស់ការទាត់របស់សារិងខាន់បាទឥឡូវនេះបាទដល់ទៀតកំហេងវិញម្ដងបាទខាងកម្ពុជាបាទទៀតកំហេងខាងកម្ពុជាបាទឯឡងស្ដាំបាទជំនាញជិះស្ដាំបាទខ្ញុំមកនេះក៏បន់ស្រន់បាទពី CGN ទៅដែរបាទដើម្បីជួយកម្ពុជាយើងទៀតកំហេងទៀតកំហេងចូលទីដែរ1-1ទៀតកំហេងអស្ចារ្យណាស់បាទ1-1ទៀតកំហេងខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំភ័យអីលោកមកទៀតខ្ញុំភ័យមែនទេអូហើយដល់លោកមកទៀតអើយមិនដែលក្រៅនេះលើកទី1អាថាត្បាយជាមួយជាតិដល់វគ្គនេះហើយរំភើបមែនតើគ្រាប់តែឈ្នះចាញ់ឈ្នះចាញ់តែនិយាយអីលោកម៉ៃជាតិតាំងអាថាត្បាយជាមួយជាតិមកព្រោះជាអត់តន់ចាញ់ទេណា90ទីបាទនិយាយមែនតាមើតិចទៀតដល់អីទៅលើកនេះបើយក90ទីអត់តន់ចាញ់ទៀតបាទអានេះដល់ជំរឿជាតិថៃទាត់វិញម្ដងចូលទីបាត់ទៅហើយបាទដោយកីឡាកររិទ្ធជីដេតដូច្នេះ2-1បាទខាងថៃនាំមុខលើក្រុមប្រទេសកម្ពុជាបាទរូបភាសាឡើងវិញសុបមុំដដែលបាទជាមួយនឹងកីឡាករសារិងខាន់បាទ2-1ឥឡូវនេះការសុបលើកទី2ដូចគ្នាបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទដូចជាអេឡង់ជើងឆ្វេងសុបចក្រដាបាទបាទតបដោយសិនចក្រដាបាទសិនកកដាសិនកកដាអូយរំលងរបាទីសិនកកដាមីសពេលណាំងទីដែរហើយសោកស្ដាយមែនតើបាទសិនកកដាអូ my god បាទរបាទីគាត់លេងតិចបាទគាត់សុទ្ធត្រង់ហ្នឹងគាត់មិនបាច់ទៅលើពេកក៏បានបាទបាទសង្ឃឹមថាហុលកំហុយបាទអាចស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញអ្នកដែលទាត់បាទគឺជាស្ដាខនបាទមានបាល់ទាត់បាទអ្នកធ្វើបាល់ក៏អាឡៃមើលដែរបាទមកហើយបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទសិនកកដាគាត់ទាត់បាទចង់ស៊ីខាងលើពេកបាទបាទគាត់ធ្លោមដែរតែគាត់ស្ទើរចុចស្ទើរសុតគាត់ចង់ចុចបន្តិចបាទឥឡូវនេះការទាត់បាទរបស់ថៃជាបន្តទៀតបាទដោយជេសដាខនបាទអេឡង់ជើងឆ្វេងបាទជេសដាខនមួយជើងត្រង់នេះចូលទីទៀតបាទមុំដដែលបាទចង្វាក់នៃការសុទ្ធរបស់ថៃបាទគឺ3ជើងឆ្វេងទាំង3បាទមុំខាងឆ្វេងទាំង3
bảo rút xa làm vĩnh bà dừng lốt tư kháng sẽ đâm tầng bầy bà dừng lốt tư kháng sẽ đâm tầng bầy đấy học thay lốt chú ý tại ba làm vĩnh mình có bạ chấp đấy bởi thế này chăm tì dừng lốt tư có bộ bạc khu bà ấy lên đi bà đo bên nà rong cạc cà đá bình bà đồng bình bình bà xin cạc cà đá tốt mình chôl ấy lên đo nà rong cạc cà đá bình ấy lòng chương sẽ đâm bà nà rong cạc cà đá Narong Kakada Choti Baipi Baipi Nên sao ca sút phi trường tiết ba ca sút bay đong ba dừng chanh kriếp kê mực rộp Narong Kakada nè bal plong thang lư ba lõng à ba anh chân hôl cầm hôi ba xông chui mực rộp mau ba chăm ti Campuchia ba chui mực rộp mau bạn tại lịch đọc đi quạt sụt cho bạn nha bà cứ cô ra vít cho bạn lại chạm ti bà sụt cho bạn lại chạm ti bà sẽ cầm đà mặc rộm đi bà cứ lại chạm ti dương còn ai chui ban bà hôi cầm hôi bà hốt tiếng ọc nha tôi sẽ đây chân mùi chơi sẵn đắm chỗ tì tiết bắt rồi hôi chuyên tao đại bà buôn lược chuyên tao buôn mà dừng mà bấm thôi luôn hàng chuyên khá bà sáng say tao kia xì chuyên đi bà phải năng tì lược đi mày là lướt ấy máu sẽ đắm đấy lướt máu sẽ đắm với ọt máu mày sáng say để chuyên cái đói sẽ đắm à bà đại dừng chạm mươi sẽ bà lột chuyên cứ trâu mà bán đi bà lột chuyên chạp bán bà chắc cứ bọc đám bòi lột sẽ đắm nè tại bà đi bà sân chia bà sân chia Campuchia xuất một chỗ bà cứ chanh trầm đi bà toát to thế tại bà sân chỉ toát chỗ bà cứ dương nơi ốt chương trong cao bà thay mùi chương tiết à lên nè đẹp toát bà cứ lên mà thấy bay bà cứ kê la có ấn sô David hãy lòng chương sát đam bà ấn sô David ấn sô David ấn sô David cho ti các lại đang đài mông kháng chú ý đây buôn buôn tôi nắng buôn và buôn bay và chia sẻ buôn bay buôn crop được kia tại liên sụp trộm bay và sau slide mình tên và xin cả cả đại con mang ai bấm pause sang anh tì bàn nẹp mưa lang sai sập khe và bóng về dạ bóng về sang sai tao lừa châu chân lừa mà bóng về ai bóng về thì bóng về tại ba lấy giờ con sụp chỗ trên đây ha và ở miền Campuchia sụp tiền tệ tôi dương và cả là con đã tức nghe chưa và thì mấy bà thì con quay ở phía sát tiệp và bóng về trường xuyên hôi cầm hôi và chui ban mũi mau chỗ tì ban hai chọc sập cục tôi sẽ chôn tì mệt đây lúc trăng đá và lúc bà trăng đang gọi dung nặng bà ông Osato bà đã cầm chủ đề dịch thay bà đã bàn lại từ vẹn bàn to hai châu rum sau sân ai bà